Trên tay tôi là cái máy cắt tường chuyên dụng Cao Quang CVK1336 chuyên dùng để cắt tường và cắt bê tông. Nhưng liệu ngoài việc cắt tường và cắt bê tông ra thì cái máy này nó còn có chức năng nào khác không? Anh em hãy theo dõi hết video để xem nó còn làm được những việc gì nữa không nhá. Cái máy này thì có công suất lên tới 1800W và tốc độ vòng quay của nó thì khá là chậm so với các dòng máy mài cóc thông thường, nó chỉ có 7500 vòng trên phút thôi. Mà các dòng máy mài cóc thông thường là từ 11 đến 12.000 vòng trên phút. Nhưng ngoài việc cắt tường và cắt bê tông ra thì cái máy cắt Cao Quang CVK1336 này nó có thể cắt được sắt anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em chức năng cắt sắt của nó như thế nào. Anh em có thể thấy là cái mặt bích của cái máy cắt này nó sẽ hơi lạ so với các dòng máy mài cóc thông thường. Nó là dùng một con bu lông ở giữa như thế này. Nó dùng một con bu lông ở giữa này để lắp vào. Bu lông này là bu lông M8 nhé. Đây. Và cái mặt bích này, mặt bích dưới này nó cũng có hai cỡ để anh em có thể lắp các cái loại lưỡi khác nhau vào. Tuy nhiên thì máy này nó chỉ lắp được lưỡi từ 125 trở lên. Đây, ví dụ như lưỡi 125, lưỡi cắt sắt 125 nhá, thì anh em có thể lắp ở cái phần mặt bích nó có cái gờ mỏng như thế này. Lắp vào. Đấy. Hiện tại thì tôi không lắp cho cái máy này cái bộ chụp bảo vệ. Bộ chụp bảo vệ của máy cắt tường này là bộ chụp kín, nên là nếu như anh em cắt sắt thì sẽ rất khó nhìn. Và cái mục đích cắt sắt này thì tôi cũng chỉ cắt thử cho anh em xem thôi, cho nên là tôi cũng không lắp cái chụp bảo vệ cho nó. Nếu như anh em muốn lắp chụp vào cho an toàn thì anh em vẫn nên lắp khi mà anh em cắt sắt nhé. Rồi, ok, đã lắp xong cái lưỡi cắt sắt cho nó. Còn tí rồi à, đây là kết quả anh em nhá. Vì cái máy này nó là máy chuyên cắt tường cho nên là cái tốc độ vòng quay của nó khá là thấp, khi mà cắt nó sẽ tạo ra nhiều ma sát hơn, nó cắt sẽ không được ngọt giống như các cái dòng máy mài góc thông thường có tốc độ cao. Do vậy anh em có thể thấy được là nếu như anh em sử dụng cái máy Cao Quang CVK1336 này để cắt sắt thì chỉ gọi là cắt tạm thôi, và nó sẽ không chuyên để cho anh em làm những công việc cắt sắt. Nhưng mà nếu như mà anh em muốn cắt sắt thì anh em vẫn có thể lắp được lưỡi 125mm này vào nhá. Thêm một điều nữa là khi mà anh em cắt sắt bằng cái máy này thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào thuận tay trái hơn, và cái máy này nó sẽ hơi nặng để cho anh em cắt thông thường giống như kiểu là cắt máy mài góc thông thường giống như thế này. Nó chỉ gọi là thay thế tạm thời với các máy mài góc thông thường thôi. Về chức năng cắt sắt thì gọi là tạm ok rồi, còn về chức năng mài thì sao? Để mà anh em có thể mài được sắt thì cái máy này nó sẽ không hỗ trợ anh em mài đâu nhá. Bởi vì anh em xem này, đối với những cái dòng lưỡi mài thì nó sẽ bị dày như thế này. Đấy, thì anh em sẽ không lắp được vào cái máy cắt 1336 này. Tôi sẽ thử cho anh em xem nhá. Đây. Khi lắp vào thì cái phần trục của cái máy 1336 này, khi lắp vào thì phần trục của máy nó sẽ bị chìm xuống so với cái lưỡi cắt này, so với cái lưỡi mài này, nó sẽ bị chìm xuống so với cái lưỡi mài này, nên là khi lắp vào nó sẽ không lắp được. Thế nên là để anh em có thể mài được sắt bằng cái máy này thì có một cái giải pháp, đó chính là có thể anh em chọn những cái loại lưỡi mỏng hơn, cái loại lưỡi như thế này. Ví dụ như các dòng lưỡi chuyên máy inox của Makita có những loại mỏng hơn, nó chỉ dày hơn so với các loại máy, so với các loại lưỡi cắt sắt thông thường một chút thôi. Hoặc là nếu như anh em mài tạm mài ít thì anh em có thể
lắp những cái lưỡi cắt sắt này để mài. Tuy nhiên thì anh em lưu ý nhất đến cái độ an toàn, bởi vì là các cái dòng lưỡi cắt sắt như thế này thì để mài nó sẽ kém an toàn hơn rất là nhiều so với các cái dòng lưỡi chuyên mài như này nhá. Sang tới chức năng tiếp theo thì tôi nhận thấy cái chức năng này nó cực kỳ hiệu quả, bởi vì là chúng tôi đã sử dụng cái chức năng này cho khách rất là nhiều rồi và đã bán cho khách rất là nhiều rồi. Đó chính là chức năng dùng nó để làm một cái máy mài bê tông. Bởi vì là cái máy này thì công suất của nó rất là cao, 1800W, và có cái tốc độ vòng quay lại rất là thấp, 7500 vòng trên phút, cho nên là cái mô men xoắn của nó rất là lớn. Nó sẽ rất phù hợp cho việc cắt tường, cắt bê tông, và nó cũng lại rất phù hợp cho việc mà sử dụng để mà mài sàn bê tông. Nó sẽ phù hợp hơn so với các cái dòng máy mài góc thông thường, bởi vì nó có độ an toàn cao và nó sẽ mài khỏe hơn, mài được bê tông tốt hơn, hiệu quả hơn so với các dòng máy mài góc thông thường. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem cái độ hiệu quả nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ mài bê tông bằng một cái lưỡi mài 150mm nhá. Nhưng trước khi mài bê tông thì tôi sẽ lắp cho nó một cái bộ chụp chống bụi bằng cách là kết nối với máy hút bụi. Cái bộ chụp chống bụi này thì nó sẽ đi kèm một cái nhựa này rồi, để anh em có thể là sử dụng cho các cái dòng máy có cổ to hoặc các dòng máy cổ nhỏ. Các dòng máy cổ nhỏ quá thì đệm cái nhựa này vào, còn cổ to thì anh em sẽ tháo nó ra. Khi lắp cái bộ chụp xong thì trông nó sẽ như thế này anh em nhé. Cái bộ chụp này thì anh em có thể mở con ốc này ra đấy, cho anh em vật ngửa, anh em ngửa lên như thế này để anh em có thể mài sát tường như thế này. Đấy, rất tiện lợi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là cũng không có nhiều anh em dùng cái chức năng này cho lắm. Cái này thì nó tiện lợi để anh em mài sát tường thôi, nhưng mà tôi thấy là cái việc mà nó bắt bằng con ốc này thì quá là phức tạp. Khi mà muốn tháo ra thì rất là mất thời gian luôn. Cái này thì nó là dòng bộ chụp được làm bằng sắt anh em nhé. Nó là dòng chế. Đây, toàn bộ cái phần này bằng sắt. Chúng tôi sẽ có hai bản, một bản bằng sắt, một bản bằng nhựa. Bản bằng nhựa thì trông nó đẹp hơn và nó sẽ dễ mở góc ra để anh em có thể mài sắt tường hơn. Còn cái bản bằng sắt này thì nó khó mở hơn, nhưng mà cái độ chắc chắn của nó sẽ cao hơn. Nếu như mà anh em mang đi đâu đó mà công trình nó bị va đập mà nó thì chắc chắn nó sẽ bền hơn so với các dòng bằng nhựa. Bây giờ tôi sẽ lắp cho nó cái lưỡi mài. Đây. Anh em có thể thấy là khi lắp cái bộ chụp này vào nó sẽ hơi lệch so với trục của máy nhá. Nhưng mà nó sẽ không bị ảnh hưởng đâu, bởi vì là cái máy này, bởi vì cái chụp này không phải sản xuất dành riêng cho Cao Quang CVK 1336 mà nó dành riêng cho nhiều mà nó sản xuất cho nhiều cái hãng khác, cho nên là có thể cái cổ máy của nó sẽ không vừa. Nên là bây giờ khi mà lắp vào thì có thể nó sẽ hơi bị lệch một chút, nhưng mà nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Khi mà lắp cái lưỡi mài vào nó cũng sẽ như thế này. Anh em sẽ thấy là nó không bị ảnh hưởng, không bị đảo một lưỡi, không bị sao cả. Bởi vì trục của bởi vì quan trọng nhất là cái trục của cái lưỡi cắt này và cái lưỡi quan trọng là cái trục của cái máy cắt này với cả cái lưỡi mài của nó đồng tâm là được, nó chuẩn là được. Bây giờ lắp cho nó cái mặt vít trên. Rồi, chắc chắn rồi đấy. Cái này có một cái điểm hơi dở. Tuy rằng là cái tay cầm chính của nó có thể mài, nó có thể xoay để anh em mài này cầm rất là dễ, nhưng mà cái tay cầm phụ của nó thì không đổi hướng được. Nên là anh em không cầm được tay cầm phụ theo đúng hướng mà anh em mong muốn, nên cầm cái này sẽ hơi bị vướng. Hoặc anh em có thể là cầm ở cái thân máy như thế này, hoặc là anh em có thể lắp cho nó một cái tay cầm của máy mài góc như thế này vào để anh em mài nó tiện lợi hơn. Đấy, nếu mà như thế này thì anh em mài này sẽ dễ hơn rất là nhiều. Bây giờ việc tiếp theo là phải kết nối cái máy này với cái máy hút bụi. Cái máy hút bụi mà chúng tôi sử dụng là máy hút bụi của Fujiwara, có công suất là 1200W nhá. Nó là dòng máy hút bụi bằng cánh quạt và đẩy toàn bộ bụi vào cái túi này, cho nên là nó khá là nhỏ gọn so với các dòng hút bụi chân không, và nó sẽ dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên thì nó cũng có cái nhược điểm so với dòng máy hút bụi chân không, đó chính là tiếng ồn của nó rất là to và cái bụi của cái này, mặc dù nó được đẩy vào túi nhưng mà nếu như mà anh em để trong phòng kín nó sẽ cũng sẽ vẫn bị bụi từ cái túi này bắn ra nhá. Vì cái bụi này, cái túi này nó chỉ là cái túi vải thông thường thôi, nó không thể nào mà
mà giữ được 100% bụi được. Khi kết nối xong với cái máy hút bụi thì trông nó sẽ hơi lòng hoàng như thế này. Dây thì nó là cái dây 3m, nhưng mà nếu như anh em muốn lắp dây dài hơn là dây 6m cũng rất là ok nhá. Vì cái máy này vẫn đủ công suất. Trông thì nó lòng hoàng thôi, nhưng mà nếu như mà anh em kết nối với một cái máy hút bụi này thì nó sẽ chống bụi tốt hơn cho anh em. Nhưng mà nếu như mà anh em không có điều kiện sử dụng một cái máy hút bụi như thế này thì anh em có thể lắp một cái đầu vòi nước vào trực tiếp ở trong cái bộ chụp đấy nhá. Anh em có thể khoan và anh em lắp cho tôi hai cái vòi nước vào đây là anh em có thể chống bụi bằng nước được, rất là dễ. Nếu như anh em mong muốn chống bụi bằng nước thì chúng tôi vẫn có thể lắp cho anh em cái vòi nước chống bụi ở đây để cho anh em có thể mang về anh em dùng luôn được. Bây giờ tôi sẽ mài thử cho anh em xem nhá. Đây, trước tiên là cho chạy đã, bởi vì cái máy cắt tường này nó có một cái chức năng là chức năng khởi động mềm, cho nên là khi mà khởi động thì nó sẽ chạy từ từ, nó sẽ làm cho cái bánh răng này bền hơn, đặc biệt là khi mà anh em lắp cho nó một cái lưỡi mài dày và nặng như thế này. Anh em nghe tiếng chạy của nó nhá. Khi mà anh em lắp cho cái máy này một cái lưỡi cắt hoặc là lưỡi mài và cho nó chạy có tải thì anh em sẽ thấy là cái tiếng kêu của nó sẽ rất là khó chịu, bởi vì là cái dòng bánh răng của nó có kết cấu, nó không giống các cái dòng máy góc thông thường nhá, nó kết cấu ba bánh, nó có kết cấu ba bánh răng cho nên là tiếng kêu của nó sẽ bị to hơn. Và bây giờ tôi sẽ dùng thử cho anh em xem. Bây giờ chúng tôi đã bật máy hút bụi vào đây, bắt đầu là có lực hút rồi nhá. Tôi sẽ mài thử xem như thế nào. Khi mà mài được một lúc thì tôi nhận ra một điều, đó chính là có mùi khét tạo ra rất là nhiều. Và đến lúc kiểm tra lại thì là cái lông chống bụi của cái bộ chụp này nó bị mài mòn vào cái lưỡi mài. Bởi vì một cái lý do rất là quan trọng mà tôi không nhận ra, đó chính là cái này nó bị dài hơn so với cái lưỡi cắt này, dài hơn so với cái lưỡi mài này, cho nên là nó bị kéo quấn vào đây, làm cho nó bị cháy như thế này. Nên là bây giờ chúng tôi phải cắt bớt cái lông này đi. Cái lông này thì nó cũng có tùy từng đợt thôi, có đợt dài, có đợt nó ngắn nhá. Có loại bằng nhựa thì nó sẽ ngắn hơn so với cái lông của cái bằng sắt này. Cho nên là phải cắt bớt nó đi, tỉa bớt nó đi để cho nó có độ dài phù hợp thôi. Cái lông này thì anh em vẫn có thể mua để anh em thay thế được nhá. Chứ không phải là mài xong hết rồi, mòn hết rồi là anh em vứt bộ chụp đi đâu. Đấy, nó bị dài hơn tới gần 1cm cho nên là nó bị cuốn vào rất là nhiều. Đây, cái chỗ này rất là sầm chùi anh em nhé, nhìn này. Đấy, bây giờ tôi sẽ mài thử chỗ này thôi. Em nhá, mài bê tông nó rất là dễ. Và cái máy này nó mài bê tông thì cái lực mài nó rất là tốt và anh em sẽ cảm giác nó khỏe, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với các dòng máy mài góc. Và cũng quan trọng thêm một điều nữa anh em lưu ý là nó lại còn do cái lưỡi mài nữa nhá. Nếu như mà cái lưỡi mài nó không xịn thì nó sẽ bị cháy lưỡi mài và nó bị lì lưỡi mài nên anh em sẽ không mài được đâu. Nên là nếu như anh em mua lưỡi mài thì anh em cũng phải lưu ý. Đó chính là ba chức năng phụ mà cái máy cắt tường này có thể làm được. Hy vọng là nó có thể hỗ trợ anh em trong công việc. Ngoài cái việc cắt tường ra, cắt bê tông ra thì anh em có thể sử dụng nó để mài bê tông, hoặc anh em có thể sử dụng nó để cắt sắt.
hoặc là có thể để mài sắt được, rất là ok anh em nha. Nhưng mà nó chỉ gọi là để thay thế tạm thời thôi. Tuy nhiên thì cái việc chính của nó vẫn là việc cắt tường, nó sẽ là có tạo ra năng suất cao nhất.